Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang đồng hành cùng với Thúy Vi và Xuân Long trong chương trình 365 ngày chuyển động. Một số mô hình nông nghiệp hữu ích trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ liên tục được giới thiệu đến quý vị khán giả. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình tại trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Lâm Đồng TV. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng quan tâm mà quý vị không nên bỏ lỡ trong những phút tới đây. Biến rác thành phân hữu cơ chỉ bằng cách đơn giản, cùng tìm hiểu cách làm mới này tại huyện Đà Tẻ. Trồng sen lá cảnh để nâng cao thu nhập, cần có những lưu ý gì? Chia sẻ đến từ nhà nông ở xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Nông dân Quảng Trị trồng dưa hấu trên đất bỏ hoang, kết quả thành công không ngờ. Vì sao nông dân Đà Loan bị chú trọng quyết định đầu tư lớn để phát triển nông nghiệp thông minh? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối chương trình. Có lẽ anh Xuân Long hay là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thì đều để ý là trong những năm gần đây, tại các quầy rau ở các siêu thị thì có rất nhiều loại cà chua khác nhau, cà chua bi, cherry hay là cà chua bíp. Vâng, đúng như vậy. Thế thì không chỉ đa dạng về chủng loại mà màu sắc cũng rất phong phú, đáp ứng cho nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Cũng vì vậy mà các nông hộ đã có nhiều lựa chọn về giống cà chua để canh tác. Và đây là một vườn trồng cà chua Runner, một dòng cà chua bíp có rất nhiều ưu điểm như là trái to, chắc, ít hạt và cơm dày. Đây là cây trồng đang được nhiều nông hộ tại xã Đà Loan, một trong ba xã vùng Loan của huyện Đức Trọng lựa chọn canh tác trong thời gian gần đây. Giá bán cao và nhu cầu thị trường lớn, nhưng để trồng cà chua Runner đạt năng suất và chất lượng thì đầu tư nhà kính, giá thể trồng và chăm sóc yêu cầu khá cao. Từ một mô hình ban đầu thì đến nay, riêng ở thôn Đà Thành của xã Đà Loan đã có 5 mô hình canh tác loại quả này. Cả 5 mô hình trồng cà chua Runner trên tổng diện tích khoảng gần 2 hectare tại đây đều được đầu tư nhà kính, hệ thống tưới và bón phân tự động bài bản. Cà chua được trồng trên giá thể. Theo khảo sát, năng suất bình quân mỗi cây cà chua cho thu từ 8 đến 12 kg quả. Thu liên tục trong 4 tháng, sau thời gian trồng khoảng 65 ngày. Ủy ban Nhân dân xã Đà Loan cho biết, địa phương đang khuyến khích các nông hộ đầu tư, mở rộng quy mô áp dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên các diện tích đất lúa, đất trũng bỏ hoang để nâng cao giá trị kinh tế. Theo đó, địa phương cũng đang tiến hành kết nối với các hợp tác xã trên địa bàn huyện Đức Trọng để ổn định đầu ra cho nông dân. Thay cho những vùng đất bỏ hoang hay đất lúa một vụ thì nay đã được đổi thay bằng những vườn cà chua giống mới cho năng suất cao. Hiện nay huyện Đức Trọng cũng đang tiến hành hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm ứng dụng công nghệ ở 4 xã. Trong phần cuối chương trình, chúng ta sẽ trở lại với xã Đà Loan để cùng xem chương trình hỗ trợ này đang phát huy hiệu quả như thế nào. Tiếp theo sẽ là những cách làm hay đến từ các nông dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ở huyện Đà Tẻ thì hội nông dân ở xã Quốc Oai đã thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Liệu rằng là cách làm này có thể nhân rộng hay không? Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Thay vì rác hữu cơ của gia đình như thức ăn thừa, vỏ trứng, lá rau, vỏ trái cây các loại thường vứt ra môi trường gây mùi hôi và thu hút côn trùng, thì nay được tận dụng triệt để, trừ các loại có tinh dầu như là vỏ bưởi hay là sả. Hội nông dân xã Quốc Oai đã chọn ra 10 hộ gia đình để đầu tư 10 thùng ủ rác thải hữu cơ, đồng thời cung cấp thêm 10 gói chế phẩm sinh học Trichoderma với tổng chi phí là 5 triệu đồng. Rác thải hữu cơ được đưa vào thùng ủ, có bổ sung thêm trấu và chế phẩm sinh học Trichoderma sau 30 tới 40 ngày tiến hành phân hủy và trở thành phân hữu cơ có ích cho cây trồng. Qua đánh giá, các gia đình thực hiện ủ, phân hủy rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học đã giảm được 90% lượng rác thải hữu cơ phải chôn lấp và thu gom đưa đi xử lý, tận dụng được nguồn phân bón vi sinh giúp cây trồng phát triển tốt, an toàn, giảm chi phí mua phân bón. Khả năng nhân rộng mô hình biến rác thải thành phân bón hữu cơ vừa rồi có thể nhân rộng ra nhiều địa phương, thậm chí là các hộ gia đình chỉ là trồng rau hay là cây ăn trái số lượng ít thì cũng có thể tham khảo cách làm này để có nguồn phân bón hữu cơ chăm sóc cây trồng mà còn góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường. Tiếp tục là một mô hình trồng sen, nhưng không phải là các loại cây ăn trái sen vườn cây công nghiệp mà là trồng sen các loại cây lấy lá. Một nhà nông ở thôn Xuân Sơn của xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt đang trồng chủ lực là cây đô la, nhưng phía dưới chị xen thêm các chậu tùng đua chồn. Dưới tán cây đô la, chị Bùi Thị Thanh Thủy trồng thêm 20.000 chậu đua chồn. Vừa làm vừa mở rộng diện tích, từ một sào trồng thử nghiệm ban đầu, hiện chị đã có 6 sào chuyên trồng lá trang trí, cung cấp cho thị trường, với chủ lực là đô la và tùng đua chồn. Chị Thủy cho biết trồng xen các loại lá cảnh không khó chăm sóc, vì cây lấy lá thường rất ít bệnh tật.
thời gian thu hoạch lại dài, từ 6 đến 7 năm mới phải thay cây mẹ. Quan trọng là khi canh tác cần cung cấp dưỡng chất một cách bền lâu, đất yêu cầu tơi xốp. Vì vậy khi làm đất xuống giống, chị sử dụng lượng lớn phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ làm phân bón lót. Khi cây lớn để cho cây phát triển khỏe, sau mỗi lần cắt cành cần bón phân NPK. Phân chuồng ủ hoai mục một năm thì cần bón từ 1 đến 2 lần, tốt nhất là phân bò ủ cùng Trichoderma. Sâu bệnh rất ít, chỉ có đối tượng sâu cắn lá, khi phát hiện thì phun thuốc sinh học phòng trừ. Sau đây là cập nhật thông tin sản xuất của nông dân một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì tại huyện Vũ Quang và Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Theo thông tin ghi nhận được thì dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện tại hộ ông Đậu Ngọc Trung ở thôn Tường Vân, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ. Số lợn này có biểu hiện là ốm, bỏ ăn và sau đó thì chết. Chính quyền xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ đã triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, tiêu độc khử trùng, đồng thời tiến hành đưa tất cả số lợn bị bệnh với tổng trọng lượng là 1,2 tấn đi tiêu hủy theo quy định. Tại huyện Vũ Quang, có 2 hộ chăn nuôi ở tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang, chăn nuôi nhỏ lẻ, có 5 con lợn có biểu hiện triệu chứng sốt, bỏ ăn và chết. Qua xét nghiệm có kết quả dương tính với virus tả lợn châu Phi. Tất cả số lợn trên cũng đã được tiêu hủy theo đúng quy định. Chi cục thú y tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp khoanh vùng, tiến hành phun khử khuẩn tại các thôn, tổ dân phố có dịch, đồng thời tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời điểm cuối năm sẽ càng tăng lên và ảnh hưởng đến việc tái đàn phục vụ cho thị trường cuối năm. Vì vậy mà các hộ chăn nuôi nên đặc biệt lưu ý phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi dịch bệnh xảy ra thì bà con cũng cần tuân thủ đúng các khuyến cáo của ngành chăn nuôi để hạn chế lây lan và gây thiệt hại lớn ảnh hưởng đến việc tái đàn. Việc hỗ trợ vốn cho nông dân tái đàn sau dịch bệnh là điều cần thiết để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho các địa phương, ngay cả với tỉnh Lâm Đồng của chúng ta. Và cách làm đang được một số địa phương thực hiện là ưu tiên cho các nông hộ vay vốn tái đàn. Thông tin chi tiết tại tỉnh Bình Định sẽ có ngay sau đây. Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 4, sau đó lan nhanh ra 11 trên 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Đến nay, tổng số bò mắc bệnh là hơn 21.300 con, chiếm 6,78% tổng đàn. Sau khi khống chế được dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, Bình Định đã ban hành ngay chính sách hỗ trợ nông dân có bò chết vì dịch để tái đàn. Theo đó, hộ nông dân có một con bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục được vay tối đa 15 triệu đồng. Hộ có 2 con bò trở lên bị chết do bệnh viêm da nổi cục được vay tối đa 30 triệu đồng. Thời gian triển khai cho vay từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Người vay sẽ được hỗ trợ tiền lãi trong thời gian 12 tháng. Tại tỉnh Quảng Trị, trong những năm gần đây, hạn hán và thiếu nước tưới đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo trồng lúa trong vụ hè thu cũng bị giảm đáng kể. Vì vậy mà việc chuyển đổi cây trồng là điều rất cần thiết. Vụ hè thu năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình trồng dưa hấu sử dụng bạt phủ ni lông, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên đất lúa. Những tưởng là chỉ trồng cho vui khỏi bỏ ruộng hoang, không ngờ là diện tích trồng dưa hấu trên đất bỏ hoang như thế này lại có thể mang về thu nhập từ 80 cho tới 90 triệu đồng một hecta. Mô hình chuyển đổi diện tích đất lúa thiếu nước, hiệu quả thấp sang sản xuất dưa hấu nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hạn chế tình trạng bỏ hoang đất trống trong vụ hè thu, giảm áp lực sâu bệnh trên đồng ruộng thông qua việc luân canh cây trồng, đồng thời thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao trình độ thâm canh cho người nông dân. Mô hình này đang được triển khai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, gồm 3 xã Vĩnh Giang 5 hecta ở xã Bãi Ngang ven biển và xã Hiền Thanh 2 hecta ở xã vùng đồng bằng. Trồng dưa hấu trên đất lúa đã giúp cho người dân nâng cao hệ số sử dụng đất, tránh bỏ hoang trong vụ hè thu, đồng thời giảm sâu bệnh rõ rệt do luân canh cây trồng. Dưa hấu trồng trên đất sau khi thu hoạch lúa đông xuân vừa tận dụng độ ẩm để gieo trồng, đồng thời đảm bảo được thời vụ và phù hợp với tình hình thời tiết hiện nay. Trung bình 1 hecta trồng dưa hấu cho lợi nhuận khoảng từ 80 tới 90 triệu đồng. Theo chia sẻ của nhà nông Đỗ Minh Hải ở thôn Đà Thành, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, thì diện tích 3.700m2 này trước đây là vùng đất trũng thường xuyên bị ngập nước, không canh tác được cây rau màu. Nhưng nay thì đã thay áo mới bằng một khu nhà kính hiện đại bài bản. Thưa quý vị, còn được biết đây là một trong 4 hộ nhận hỗ trợ từ chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021 của huyện Đức Trọng. Xin mời quý vị cùng đến thăm khu vườn này ngay bây giờ. Đây là bộ điều khiển hệ thống tưới và bón phân tự động hơn 185 triệu đồng.
trong đó nhà nước hỗ trợ 60%, nông hộ đối ứng 40%, góp phần hoàn thiện mô hình đầu tư trồng cà chua công nghệ cao của gia đình ông Đỗ Minh Hải. Trên diện tích vườn 3.700m2 này, ông Hải đầu tư trồng giống cà chua Runner đang được thị trường khá ưa chuộng. Dù đầu tư ban đầu không hề nhỏ, khoảng 240 triệu đồng trên 1.000m2 nhà kính, hệ thống tưới, giá thể, bạc lót cũng lên đến con số 1 tỷ đồng. Nhưng đây là quyết định đầu tư mà ông Hải cho rằng khá sáng suốt của mình, vì giống cà chua này cho thu hoạch kéo dài 4 tháng. Tại nói đúng, bây giờ cái xu hướng bây giờ ở đây á, thì cũng có cái cà chua thì ở đây cũng có nhiều người trồng. Những anh em họ làm trước rồi á, thì mình trồng là nó có một cái lợi thế là anh em người ta đã làm rồi, họ có kinh nghiệm thì họ sẽ chia sẻ cho mình, dễ làm hơn. Hơn nữa cũng có đội ngũ kỹ thuật của Phong Gia Ra, người ta hỗ trợ. Thì mình mạnh dạn mình làm. Mình làm nhỏ quá thì nó đúng, lao động trong nhà nó cũng thừa. Tại vì công lao động trong nhà cũng đủ để làm cái số lượng như này. Nên là mình sẽ làm như giờ, nếu mà làm công việc nó ít quá thì mình cũng mất công chăm. Dù chỉ trồng 50 ngày, cà chua trong vườn của ông Hải phát triển tốt, khả năng cho thu hoạch từ 7 đến 12 kg một cây. Công chăm sóc chủ yếu là công nhàn rỗi của gia đình. Thuê công thì từ 1 đến 2 người, chủ yếu làm công đoạn cắt tỉa lá, làm chồi. Còn lại khâu tưới nước, bón phân đã có hệ thống điều khiển qua điện thoại thông minh đảm nhiệm. Tùy theo thời tiết, nắng sẽ được cài đặt tưới từ 6 đến 7 lần, mưa thì ít hơn, từ 3 đến 4 lần. Mỗi lần tưới từ 3 đến 4 phút, đồng thời đo độ pH mỗi ngày để đảm bảo cây đang được chăm sóc đúng với quy trình kỹ thuật trong môi trường tốt nhất. Nói chung là được bên trung tâm khuyến nông, thì người ta nói, người ta hỗ trợ thì mình xin được đăng ký. Thì cũng được hỗ trợ như vậy thì nó đúng là cũng nắm bắt cơ hội để mình đăng ký luôn. Chứ còn bình thường, nếu bình thường mà mạnh dạn để mà đầu tư một cái dạng tưới như vậy thì nông dân cũng chưa dám. Thì có cái máy chăm phân đó thì một ngày mình tưới 6-7 lần cũng đỡ công cho mình. Nhờ cái máy đó nên là công cán mình nó cũng đỡ vất vả hơn. Đầu tư nhà kính bài bản, lắp đặt hệ thống tưới, bón phân tự động có thể không quá nổi bật ở vùng nông nghiệp công nghệ cao của các tỉnh. Nhưng với Đài Loan thì đây là một điểm sáng để bà con nông dân ở đây học tập kinh nghiệm, cùng nhau ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Việc hỗ trợ và xây dựng các mô hình điểm là cách mà nhiều địa phương đang áp dụng để từ một mô hình hiệu quả ban đầu tạo nên sự lan tỏa, hình thành các vùng nông nghiệp chất lượng cao, tận dụng tối đa lợi thế của mỗi địa phương. Những chia sẻ đến từ nhà nông Đỗ Minh Hải vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị khán giả và bà con có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829 930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình ngày mai.